Hoan nghênh và chào đón các bạn tới với channel của Mitamen. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, xách tay các mẫu quần jean nam cao cấp, chính hãng, hàng hiệu. Và nếu như bạn cũng đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, chính hãng, chất lượng cao thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để lựa chọn cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Mitamen các bạn nha. Ngày hôm nay thì Mitamen sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm. Ba sản phẩm này thì được xách tay từ Mexico các bạn nhé. Nhìn tổng thể về sản phẩm của chúng ta thì có một màu xanh rất là đẹp và có một số họa tiết ví dụ như là đường vuốt nhẹ ở phía dưới ngay túi quần hay là vuốt xương cá ở bên trong đây. Quần của chúng ta thì được trải dài và mài từ phần đùi đến phần đầu gối các bạn nhé. Và form dáng của chúng ta đó chính là quần jean lam ống rộng. Cái chiếc này hiện tại đang là size 28 để làm sao khi mà mình lên cái khung hình để các bạn có thể là chiêm ngưỡng tất cả những cái họa nét ở trên chiếc quần này. Đầu tiên thì chiếc quần của chúng ta thì sẽ được sử dụng hai màu chỉ. Đây mình sẽ cho các bạn cùng xem luôn. Chúng ta sẽ kết hợp giữa chỉ vàng chanh và vàng nghệ ở đây. Đó, để khi mà các bạn mặc lên thì nó có một số những cái điểm nhấn rất là đẹp. Mà phần đinh tán thì được làm bằng đồng và rất là đẹp và rất là chắc chắn các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua này. Phần chúng ta sẽ sử dụng dây kéo và nút cài. Đó, khóa của Levi thì cực kỳ ngon các bạn nhé, kéo rất là sướng luôn. Và cái phần cạp đây thì không có co giãn, ở bên trong này thì được may móc xích. Và chiếc quần này của chúng ta thì sẽ có mã Levi là Levi 517 bót cắt các bạn nha. Và nếu như các bạn nào cũng đang tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam ống suông và thích màu xanh như này thì hãy chụp ảnh lại màn hình và gửi cho bên mình sẽ tư vấn cho các bạn về size số. Chiếc quần này của chúng ta còn nguyên tem, nó tất cả mọi thứ còn nguyên hết các bạn ạ, từ rest tag này, tem này, ở trong này thì rất là đầy đủ. Và chiếc quần của chúng ta có một chất liệu vải cực kỳ là đẳng cấp. Nếu như ai đã từng trải nghiệm sản phẩm của Levi rồi mà đã từng mua hàng của bên mình rồi thì các bạn cứ comment ở bên phía dưới để mọi người cùng được trải nghiệm những cái sản phẩm tốt, chất lượng mà giá thì cực kỳ là ưu đãi. Ở phần trên nắp như này thì chúng ta được mài nhẹ cái phần nắp túi thôi, và Levi thì họ vẫn để nguyên cánh chim như này và họ dùng hai màu chỉ kết hợp lại với nhau. Chiếc quần này phải gọi là có một chất liệu vải cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Chất liệu vải lì mặc cực kỳ mát cũng như là thoáng các bạn nhé. Đảm bảo khi mà các bạn sử dụng, các bạn giặt không sợ bị xù, bị nhăn, bị phai màu. Cái này là mình khẳng định với các bạn vì mình đã trải nghiệm rất là nhiều những cái sản phẩm do chính bên mình xách tay về rồi. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất mà bên mình vừa xách tay về mà số lượng thì không có nhiều. Vậy nên nếu như các bạn cũng đang muốn sở hữu cho mình một chiếc quần jean lam thì vải đẹp thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ ngay tới Mitamen qua số điện thoại mà mình để bên phía dưới đây. Ngoài ra những thông tin khác thì bên mình có để bên dưới phần mô tả. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như xem hết video này. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh, bấm chuông để lựa chọn cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, tinh xảo nhất từ Mitamen các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ.